Minh Thành, Hai Uyên. Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giọng ca bí ẩn. Giọng ca bí ẩn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Chương trình phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị và các bạn thân mến, Giọng ca bí ẩn sẽ có 4 ca sĩ và 5 người chơi, mỗi người 10.000 điểm. Làm sao để bạn dùng điểm mời những giọng ca hay nhất về với đội của mình? Và 4 giọng ca đó sẽ thi đấu với nhau, khán giả sẽ là người chấm điểm. Ai được chấm điểm cao nhất trong chương trình sẽ là người chiến thắng. Sau cuộc chơi, ai không có ca sĩ sẽ ra về tay trắng, ai hát thua cũng ra về. Đây là một sân chơi đấu tài thách trí, không chỉ đơn giản chỉ là giọng ca. Mời quý vị và các bạn gặp gỡ 5 người chơi sẽ cân não mình để tìm ra giọng ca bí ẩn ngày hôm nay. Xin mời. Hãy nghe họ giới thiệu về mình nha. Mời em. Xin chào mọi người, mình là Ái Phương, rất vui khi đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Mời em. Xin chào tất cả quý vị khán giả, mình là Á Hậu Thùy Dung đến từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Thùy Dung được đến với sân chơi và Dung rất là mong rằng sẽ được mọi người ủng hộ cũng như là tất cả các bạn chơi ngày hôm nay. Xin chào mọi người, tôi là Trương Thế Vinh. Hôm nay tôi sẽ đấu giá và tôi sẽ thắng thôi. Dạ em xin chào tất cả mọi người, em là Lâm Vĩ Dạ. Dạ hết rồi. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Hứa Minh Đạt. Em cân nặng 60kg, cao 1m71. Em rất vui được đến cái chương trình này. Em đợi nghe cái số đo 3 vòng mà nhạy, không thấy. Bị nhạy cảm, bị nhạy cảm. Thay vì mình giới thiệu thôi, một vợ hai con xài điện thoại 3G được rồi. Chi mà khổ mà giới thiệu luôn số đo 3 vòng chi vậy Đạt. Dạ ơi, trước đây em đã từng tham gia một lần rồi, mà lần này thì em kéo cả chồng của em nữa. Thì em có ý đồ gì? Sao chị dùng cái chữ kéo nghe nó nặng quá vậy chị? Ok, thôi để anh nói lại. Dạ, lần trước em tham gia một lần rồi. Bữa nay em lôi chồng em tới đây làm chi vậy? Vậy thì ai chơi cho lại? Hai bạn đừng nói vậy. Thật ra tham gia chương trình rồi, lần này là biểu chồng đi tới. Là ra lệnh luôn, biểu chồng đi dạ. Tới luôn. Tại sao vậy dạ? Dạ tại vì hồi bữa đó em đi thi cái chương trình này mà em thắng tới vòng cuối cùng luôn. Hả? Nhưng mà em không có đem đồng nào về hết. Thì em nói chồng em không tin. Chồng nói làm sao mà thắng cuộc mà lại không có một đồng nào đem về, cho nên em tức quá. Hôm nay em dắt ảnh đi theo để cho ảnh thấy được là đâu phải thắng là có tiền đem về đâu anh. Ai vậy hả? À, thắng nữa. Thì sao cưng? Em muốn đổi người chơi. Sao vậy bé? Dạ em thấy như vậy không có công bằng. Thiệt á chứ. Thứ nhất là đã có người chơi rồi, thắng rồi. Thứ hai là bây giờ người ta tới hai người lận. Vợ người chồng ta, luôn à, dùng, em dùng cái từ nó hơi thanh lịch là cấu kết đó anh. Cấu kết, thông đồng. Thông đồng anh. Em đó. Ơi bây giờ thế dạ. Này nè, nó buồn cười vậy nè em. Nhiều khi cái tâm trạng đến với chương trình á là cấu kết, là thông đồng như em nói. Nhưng ông trời cao có mắt lắm em. Người ta gọi là quả báo nhãn tiền đó, hiểu không? Là chắc chắn một lát nữa biết đâu chừng á là hai ca sĩ của họ chọn về là hai ca sĩ hay nhất, là phải đấu với nhau nữa. Wow, ok. Một mất em một chịu. Còn em anh hiểu không? Chịu, dạ. À, thành thử đó em đừng có lo cái chuyện đó nha. Anh ơi không có vấn đề gì cả, bởi vì ai thắng ai thua thì tiền cũng về tay em thôi. Cái vấn đề nó nằm chỗ này nè. Thí dụ em đấu với chồng em là vòng 1, cái hai người đấu, cái chồng em thua, chồng em mất điểm. Cái vòng 2 em đấu với Phương em thua, hai vợ chồng mất hết. Ơi, cái lời chúc gì đâu ha. Không biết anh nói gì đâu. Hai vợ chồng em đâu có tội lỗi gì với anh chị đâu mà sao anh chị nói thấy thương vậy? Thương để dặn trước để tụi em đừng rơi vô trường hợp đó. Thương quá mà. Thương quá mà hả? Còn bây giờ, mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ quay trở lại với những ca sĩ bí ẩn sau vài phút giải lao. Bí ẩn, 5 người chơi sẽ đối đầu để chọn ra ca sĩ được khán giả bình chọn cao nhất. Đầu tiên, 4 ca sĩ sẽ hát sau màn che để người chơi biết có những giọng ca ra sao. Tiếp theo, ca sĩ sẽ đeo mặt nạ, sổ tài lẻ để người chơi đoán khả năng ca hát và cược điểm, giành quyền đồng hành cùng ca sĩ. Sau đó, ca sĩ hát ca khúc để khán giả bình chọn. Đặc biệt,
người chơi có thể thương lượng để đổi hoặc trả quyền đồng hành cùng ca sĩ. Người chiến thắng là người đồng hành với ca sĩ được khán giả bình chọn cao nhất. Chào mừng quý vị đến với chương trình Giọng Ca Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là phần hòa giọng của bốn giọng ca bí ẩn. Xin mời. Với em ở bàn đơn. Với anh ở bàn đơn. Với cha ở bàn đơn. Với em ở bàn đơn. Với anh ở bàn đơn. Với cô ở bàn đơn. Voi ông ở bàn đồn. Ông con voi ở bàn đồn. Lần đầu tiên tôi mới thấy là cái ô số 4 là có tới 4 con người. 4 người lận. Một nhóm ca bậc thang. Rồi, các người chơi, các bạn nghĩ sao về họ? Có ai ấn tượng gì với giọng ca gì không? Thật ra thì chương trình của mình là giọng ca bí ẩn nên em thấy bí ẩn quá. Em tìm hồi nãy giờ không thấy giọng nào hết. Không thấy giọng nào hết. Anh ơi, cái này mình cho em hỏi là mình tuyển cái khu vực nào á anh? Cái tông nó hơi lạ cho nên là em nghe em băn khoăn dữ lắm. Voi này tuyển từ biển lên nha em nha. Voi biển? Dạ rồi, em hiểu rồi. Voi à? Voi biển luôn đó, mấy anh chị. Người sâu sắc, Trương Thế Vinh. Nãy sau nghe có giống như có người đang cố hát dở đi á. Thấy từ số 3 tới cái nhóm là thấy lọt mấy giọng nghe kỳ kỳ đúng không? Em thấy là cả bốn ô đều cố tình bẻ giọng cho dở đi để đánh lạc hướng. Đúng. Người có kinh nghiệm đúng là có khác. Và cái bà số 1 với ông số 2 nãy giờ mọi người suy diễn lum là chi? Đang chơi quánh tù tì. Bây giờ em muốn hỏi ý kiến của anh Đại. Hình như là trong bầy voi này có một hai con không có cái dồi. Ý, nó mỏi. Nó mỏi. Hả? Cái tụi voi một nồi á. Nó mỏi rồi. Mỏi rồi, mỏi đúng không? Giờ bốn đứa nó chụm một rồi kìa. Ý đó, vừa nói xong cái nó nở ra lại. Nói chung là các bạn chưa thể hiện cái tài năng. Nói chung, ai cũng bí ẩn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy đến ngay với giọng ca bí ẩn đầu tiên. Cảm ơn các bạn vũ đoàn. Chồng ơi, nghĩ... em đề nghị chồng nhảy bài này được không? Chồng nhảy đẹp mà, chồng em tin chồng. Nhảy đi anh ơi. Chân thật, chân thật, chân thật, chân thật, chân thật. Tôi nhảy ra được rồi đó. Nhưng mà tôi yêu cầu Hứa Minh Đạt nhảy chung tôi. Bây giờ lỡ rồi, bây giờ tham ca mình luôn chứ. Ừ, lên luôn. Lên luôn. Anh luôn ơi. Em chỉ tụi anh cách nhảy đi. Đúng rồi, đúng rồi, điệp khúc thôi. Rồi, sao? Đó. Ủa cái này dễ, cái này hồi có coi phim Tài Thiên cũng biết rồi. Tân tân lần tân tân tân. Rồi, âm nhạc. Anh đúng động tác. Anh đang bao nỗi cô đơn từng ngày. Anh đêm giây phút nhớ em từng giờ. Làm sao xóa đi bao vết thương sâu trong lòng anh. Anh đang mãi hôn vùng dài, anh khát khao mãi đôi tay ngày nào là gì và ăn tắc khứ mà thôi, thế anh phải quên. Từ sau đây đã trôi xa thật rồi, theo gió mây đen nơi phương trời nào, chỉ còn anh và wow. Đây là một câu chuyện về bảo vệ môi trường. Đúng không? Chúng tôi nè, thí dụ ra ngoài đường, đường bằng hướng gió, khi hướng gió bụi quá, phủi bụi, sau khi tự phủi xong, à, tôi vẫn còn sống. Oh, yeah.
Ủa còn anh Hứa Minh Đạt sao? Sau khi sạch sẽ xong, mình lên Cần Giờ mình làm gì? Tham quan du lịch, khu du lịch sinh thái có gì? Có khỉ, có khỉ, có khỉ. Tào lao à? Tào lao, đi về. À về luôn. Nhưng mà bây giờ nhỏ con gái người ta nhảy giỏi quá nè. Quá giỏi luôn. Cho tôi ý kiến dịp cô ấy đi. Về cái câu này câu đầu tiên đứng hồi nãy thì nghe cái giọng cũng là cái người mà anh ấn tượng nhất. Đúng. Và qua cái tài lẻ thì là chắc chắn là cái nhịp của cổ cũng rất là vững. Anh à, không phải ai chắc nhịp nhảy cũng hát hay đâu nghe anh nha. Cũng đúng vậy, nhưng mà cái giọng của nó lại là anh nghe là được. Phải nghe không? Ừ. Trong không giọng hay chứ hồi nãy lúc mà hát con voi là giọng rất dở. Voi em ở bàn đơn. Hát con voi là giọng rất dở. Nhưng hồi nãy ra hát là giọng giống Nu Phước Thịnh. Cái tài lẻ mà hát giọng giống Nu Phước Thịnh dễ sợ. Wow. Đây anh Đạt không những nhảy giỏi mà còn thông minh nữa. Đây. Còn em nghĩ sao? Mặc dù là đang đeo mặt nạ nhưng em vẫn thấy được rằng đây là một cô gái rất là xinh đẹp. Và với vũ đạo như vậy thì em nghĩ rằng về phần hình thì đã rất là chắc điểm rồi. Hồi nãy thì cũng công nhận là trong những cái giọng hát khác thử thì em vẫn rất là ấn tượng giọng hát của bạn nữ này. Thôi, nói làm gì nữa. Mỗi người đang có 10.000 điểm trong tay. Đưa ra một con số cụ thể để mời người ta về đội mình đi nào. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Một. Hai. Ba. Xoay. Như vậy là Lâm Vĩ Dạ 1.000 điểm. Thùy Dung 1.500 điểm. Ái Phương 1.000 điểm, anh Hứa Minh Đạt 2.000 điểm. Nhưng mà trời có người ơi, chơi lớn hơn, Trương Thế Vinh 3.000 điểm. Xin chúc mừng. Độc thân chưa tính ha, tại tôi có gia đình là tôi kiết lại. Bé cũng đã thuộc về Trương Thế Vinh rồi. Nên bây giờ hãy xem 3.000 điểm đó sẽ trả lại một giọng hát như thế nào. Mời em. Xin mời. Ngẩn ngơ ngoài hiên mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên bao đêm tôi đã một mình nhớ em. Đêm nay tôi lại một mình. Nhớ em vội vàng trong nắng trưa, áo phai trời đổ cơn mưa. Yeah.
Và xin cảm ơn guitarist Quốc Trung thưa quý vị. Vâng, một cô gái rất là xinh xắn và hát rất là ngọt ngào. Và bây giờ hãy bình chọn cho ca sĩ Hiền Mai. Mọi người nghĩ sao về giọng hát này à? Trước tiên là chủ sở hữu đi. Đúng rồi, anh Vinh. Tôi nghe các giọng hát lên thì tôi rất là thích. Thôi tôi thích, tôi cứ đó tôi thích thôi. Tại vì tôi đàn nào tôi cũng sở hữu em rồi. Giành được bạn là quá xứng đáng. Ái Phương là một ca sĩ thì em nghĩ giọng hát của bạn thế nào? Em thấy bạn có giọng hát đẹp, giọng hát khàn á, một cái chất giọng nữ quyến rũ. Hát cái bài này biết là bạn phải có kỹ thuật rất là chắc rồi hả, lên tông rồi các thứ, diễn xuất nữa. Nhưng mà cá nhân em cảm thấy bài này chưa phải là bài hợp với bạn, nên có một cái bài khác nó đậm hơn. Hiền Mai, em có thể cho quý vị khán giả biết em là ai? Em xin tự giới thiệu, em là Hiền Mai. Và hiện tại thì em đang học tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ạ. Cảm ơn em. Vừa rồi là bài hát Một Mình của nhạc sĩ Thanh Tùng, rất là quen. Và Hiền Mai ngày hôm nay hoàn toàn phá cách với một một mình acoustic, nhưng mà lại pha một tí cách hát R&B ở trong đó. Không biết khán giả sẽ đón nhận bài hát này như thế nào. Đây là số điểm mà khán giả đã dành cho Hiền Mai. Anh Vinh nha, đây là một số điểm rất là lớn. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị, 3.000 điểm mà sở hữu được một chiến binh cực kỳ mạnh. Giọng ca bí ẩn sẽ xuất hiện sau vài phút giải lao. Giọng ca bí ẩn. Và bây giờ chúng tôi sẽ gặp gỡ với giọng ca bí ẩn số 2. Đêm đã dần trôi người ơi, con tim anh không còn buông lơi. Anh lang thang tìm em trong cơn mưa say, lại chỉ còn lại mình anh mà thôi. Những kỷ niệm đã qua trong tâm trí, dù người khác nhỏ bé bên nhau. Dù trở lại lúc đó có nhiều nhau, hãy được quên được lại tiếng giờ em nơi đâu. Vì sao và sẽ xua tan màn đêm, chỉ còn mình anh. Lối đi cho cuộc sống mới không tồn tại thói quen về em. Sau cơn mưa và đêm khuya nắng ban mai, sẽ mang em đến những con đường mới. Trời, cái này em không có vui nha. Em cũng không vui. Không vui. Hai con bé đang độc thân thì không tặng à. Tặng ngay con bé đã có mát gia đình. Mà chồng nó ngồi kế bên nữa. Trời ơi trời, không lẽ dạ nó có sức hút dữ vậy trời. Thiệt. Ủa dạ ơi dạ, đúng, em đúng, mở đúng. Cái đó đi, cái đó là cái gì vậy? Bạn ơi, mình có được phép mở đây không? Cái đó là cái gì? À dạ gì mình. Ủa sao quà của em mà chị Harry có vẻ hạt. Không có vui, mọi người đang không có vui với em á. Lệnh rõ ràng là cũng đẹp mà gì. Anh Đạt, anh nói tiếng gì đi anh Đạt. Thật ra là anh rất hãnh diện về vợ anh. Dạ? Mặc dù đó hai con rồi mà vẫn còn có sức hút dã man như vậy. Dạ, dạ em xin phép em mở cái món này ra nhé. Cái dạ. Gì vậy? Cái gì vậy? Ủa? Ủa? Ê! Em rất là... Em rất là mừng cái quà này trao cho dạ. Sao vậy cưng, nói liền. Dạ em hết buồn rồi, em không có gì buồn hết trơn. Ờ tại vì thật sự là em không biết. Lấy ra coi. Cái này là cái gì? Dạ để em lấy ra. Nhưng mà đó là cục than chồng ơi. Qua đây chị biểu. Ủa em mục đích gì mà em tặng chị cục than là vậy cưng? Qua đây biểu. Bố qua đây.
Bước qua đây. Giáp tặng người ta cái cục này thì đừng có tỏ vẻ tội nghiệp ở đây. Cho anh nói hai chữ được không? Hai chữ gì anh? Đáng đời. Em đưa người ta lên trên mây rồi em đạp một phát người ta lọt xuống dưới đất là sao? Thưa quý vị, đây không phải là than thường nha, mà là than tổ ông. Bây giờ em giải thích đi, lý do gì em tặng chị món quà kỳ cục như vậy? À, bài hát vừa rồi thì là một bài hát về mùa đông. À, em muốn gửi tặng chị Dạ món quà này. Thay vì lời nói của mình thì em mong là món quà này sẽ sưởi ấm cho chị vào mùa đông thay em. Bởi vì chị Dạ là một người mà em rất là yêu quý ạ. Liên quan ghê ha. Ý nói là gia đình này rạn nứt nè. Xem lại sỉ nhục anh giả mang như vậy. Trước khi mà đến đây ấy, thì em không biết là có cả anh đi cùng. Nên là nhưng mà thôi, vì kịch bản em đã lỡ chuẩn bị ở nhà rồi, nên là em xin phép là em làm theo kịch bản luôn. Nói cho em biết, em đừng có giả bộ. Em nói như vậy là chị không xử em nha. Người ta là muốn sưởi là người ta dùng than bỏ trong lò sưởi, chứ ai mà dùng than tổ ong để bỏ vô cái lò than bao giờ. Phải, Nguyên, anh? Nguyên có nghĩa rằng nói là vị Dạ mặc dù ở bên chồng nhưng vẫn cô đơn lạnh lùng từ lâu. Trời đang ơi, rất cần hơi ấm. Tôi phải cứu vợ tôi mới được. Em tối nay về ba đứa mình ôm luôn, ôm cái chục than này ngủ. Nói chung là vậy, ảnh ra ảnh ráp, anh cũng có lòng, anh tặng quà. Và cảm ơn món quà của em đã đốt cháy gần cháy cái nhà của Phi Dạ nha. Mọi người nghĩ là một anh chàng thư sinh đáng yêu, dễ dàng. Mỗi lần ráp là nhúng cái. Nhúng cái. Mỗi lần ráp là nhúng cái. Nhúng cái. Nhúng cái. Thì hát có hay không? Em nghĩ là... Em lại thấy không rồi đó anh ơi. Chết em, ghét từ đây tới cuối chương trình luôn. Em thấy bạn này vui á anh. Vui á. Đem về nhà để như mèo. Các bạn nên nhớ một điều nha. Các bạn nên nhớ kia một điều nè. Đến với chương trình không nhất thiết phải là hát hay nhất, mà là được bình chọn nhiều nhất. Biết đâu ổng xàm vậy, khán giả lại thích, đúng không các bạn? Đúng rồi. Mà thật sự thì em thấy bạn này rap dở thiệt. Dở thiệt, dở thiệt. Bởi vì sao? Bởi vì trong lòng chị Harry chỉ có một người rap hay thôi. Chỉ có một người rap hay thôi. Chị như vậy hả? Em cũng có một nồi thông tin về Lâm Vĩ Dạ. Ủa vậy hả? Đào cho anh biết thông tin nhé cho coi. Hôm nay đốt nhà nào sáng sủa nhất nha em. Nè, vô cục than của ông nữa nghe chưa? Tất cả là do ông nghe chưa? Đập rước cái mặt nạ ra bây giờ. Đạt thấy như vậy sao? Một lời nhắn nhủ là bằng mọi giá anh sẽ có được em. Anh nghĩ em có cái gì đó nó hay hay và nó bí ẩn tìm ẩn sâu bên trong con người mà nhỏ nhắn duyên, của em. Đúng không? Biết đâu khán giả bình đúng chọn rồi, nhiều. Có duyên đó là thích thú. Thùy Dung, sao cưng? Em thấy em thích bạn này không? Em thì em nghĩ là bạn đang rất là cố gắng để giấu cái giọng của mình á. Tại vì rap cũng dở thiệt nên chắc là kiểu... Trời, con bé thẳng thắn dễ sợ ta. Em học vợ anh đó. Cảm ơn em. Em học vợ anh đó. Theo cái quan điểm của Harry, những bạn nào mà rap giỏi á là thông thường hát không hay. Có cái trường hợp nào mà vừa hát dở vừa rap dở luôn không? Có em, trường hợp đó là nằm nhà ngủ có tivi, hiểu không? Bật chương trình này lên coi chứ đâu có tới đây. Và bây giờ, trước khi chúng ta mời bạn số 2 về đội của mình, Trường Thế Vinh có một đặc quyền. Nếu như bạn cảm thấy có hứng thú với bạn số 2 hơn bạn số 1, bạn có hai cái quyền. Một là được nhượng lại cho chương trình, bạn sẽ chỉ bị mất 2.000 điểm thôi. Nhưng mà nếu như một lát được bạn số 1 ra hát thi mà thua bạn này thì bạn mất luôn 3.000. Trường hợp thứ hai, nếu ai đó trong 4 người còn lại vẫn thích giọng hát của bạn số 1 mà sợ là một lát nữa mình không có chọn được ca sĩ nào, thì bây giờ đưa một con số cao hơn cho Trường Thế Vinh để mời bạn số 1 về làm với đội của mình. Ông ra ông ráp cây nguyên làng che hết trơn, nghĩ sao tôi đi đổi. Đúng không? Ông ráp cái tôi tụt phốt luôn. Vinh à, đừng có nhìn ngắn như vậy. Có thể bạn sẽ không chọn bạn số 2, còn số 3, số 4. Nếu ai trả cao hơn cho bạn, bạn sẽ được nhiều điểm hơn để nói chuyện được với người ta. Và bây giờ Harry muốn hỏi bốn người còn lại, có ai muốn giành lại dòng ca bí ẩn số 1 hay không? 3 2 1. Có con số nào không? Không. Không. Như vậy Trương Thế Bình vẫn giữ
bạn số 1. Bây giờ là bạn số 2. Các bạn hãy suy nghĩ một con số để mời bạn số 2 về đội của mình. Xin mời. Hết giờ. 1 2 3 xoay. Như vậy là Lâm Thị Dài là 4.000 điểm, Huy Dung là 4.500 điểm, Ái Phương là 6.000 điểm, anh Hứa Minh Đạt đưa 6.900 điểm. Xin chúc mừng. Mặc dù gửi tặng một cục than tổ ong dằn mặt cho cái sự lạnh lẽo của gia đình đã bị khô héo từ lâu, nhưng anh ta vẫn nhận được tình cảm đến từ người chồng mà vài phút trước là nạn nhân của bạn ấy. Thưa quý vị, và bây giờ hãy xem 6.900 đó có thật sự xứng đáng hay không. Mời em trình diễn. Sao tôi mắt cứ cay cay như mấy người không gặp may. Phố thị đông, người đông, đông. Tôi như đứa nhóc lông bông chơi xa mà không về nhà. Đừng đưa tôi về con phố chung đôi. Đừng chân nơi tôi xin, đừng bước nữa. Đừng tôi ơi, chỉ say chút nữa thôi. Đừng nghe tim khóc lóc mà yêu lòng. Này là gác sao rất cao, rất xa. Biết ai kia không nhà, có đang nhớ ta. Chắc đang say thôi mà, sớm mai sẽ quên. Giống như quên lời hứa của đêm dần êm. Này là gió chân, chẳng phải rất nhớ hay sao mà lại choáng váng nôn nao. Tim ơi làm ơn ngủ đi đừng thế môn nào. Choáng váng nôn nao tim ơi làm ơn ngủ đi. Đừng thêm ồn nào. Vừa rồi là trình diễn của ca sĩ Phạm Anh Duy. Mời quý vị bình chọn cho bạn ấy. Giọng hát rất là cô cá tính, là cô cá tính. Giọng hát rất là có cá tính nha. Rồi hát giả thanh nữa nha. Giả thanh mà rất là cao. Mà giả thanh rất cao, mà hát rất chuẩn nữa nha, không có phô nha. Feel rất chuẩn luôn. Mà quan trọng nữa là cái mặt có duyên luôn nha. Sáng bừng luôn, đẹp mà, trai luôn. Mà xàm tặng cục than luôn nha. Đúng rồi. Quan trọng nha. Thôi nha, không nhắc vụ cục than nữa nha. Cho người ta biết em là ai coi. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Anh Duy. Em là đang là ca sĩ. Hết. Và cái giọng hát của bạn theo tôi thì cũng khá là cá tính. Không biết là dạ thì em thấy như thế nào về cái gà chiến của chồng em. Thiệt á, cái bạn này mà hát không hay là chết với em rồi thiệt.
Hơn là hay chứ không thôi hơn là... Hơn là hay đó. Tưởng ra mà hát dở là thì cục khang là trả lại liền. Chị ơi, chị Dạ ơi, thật ra thì em xin nói rất chân thành là em rất yêu thích chị. Ngày xưa em ở nhà em xem một chương trình truyền hình ấy, thì em đúng thật sự là em chỉ đợi là có chị làm Bí Dạ ra để tiến thôi. Bởi vì thật sự em rất thích chị, em nói rất chân thành ạ. Đa số chương trình nào mà chị Dạ tham gia thì đều có anh. Mà em thích chị Dạ, em không thích anh. Vậy coi như thì coi như là cái số phận của em. Em hiểu rồi cái gì? Em hiểu số phận em rồi cái gì? MC của chương trình rất là quyền lực nha em. Vừa rồi em định nói, anh lúc anh Thành bước ra đây thì em định nói là em rất yêu thích anh. Ủa thì bây giờ em ai cũng thích hết trơn là sao vậy em? Nó giỡn thôi. Làm khó em nó làm cái gì? Nó thương mình là mừng rồi. Cảm ơn em trai. Ừ. Đó, ai thương em cũng ca sĩ, cái bạn hát làm sao? Em tức lắm anh. Tức hả? Tức giận với bản thân em lắm. Hồi nãy em nhẹ tay quá ra về bé cũng có thể làm chuyện đó ngay bây giờ. Hiện nay gà chiến của Hứa Minh Đạt có vẻ hứa hẹn. Ai thích thì cho một con số đi. Anh Đạt ơi, mục đích của anh Đạt tới với hôm nay là cái gì ạ? Là kiếm tiền mua sữa cho con. Anh thiết nghĩ là mỗi lần em hỏi Hứa Minh Đạt thì em không cần hỏi thẳng trực tiếp chính chủ, em chỉ cần hỏi Lâm Vị Dạ. Dạ, tại vì ý kiến của Vị Dạ là quân lệnh như sơn. Thì bây giờ 8.500. 8.500. Ồ, 8.500. Bây giờ tới em ra giá nè Đạt. Ủa, em có giá nè hả? Ủa, em thiệt hả? Em ok, anh xin lỗi, anh sai. Em cảm thấy hai anh chị rất là thông minh. Tại vì nếu như chị Dạ có được anh này thì anh Đạt cũng là có một số tiền rất lớn. Nghĩa là một là chị Dạ nắm anh này, hai là anh Đạt có thể nắm bất kỳ anh Đạt muốn. Nghĩa là cỡ nào hai vợ chồng này cũng thắng. Đúng không? Trong cái trận đấu này tôi đề nghị Lâm Vĩ Dạ không được đưa ra con số. Anh ơi, nhưng mà đây là ở cuộc chơi mình phải công bằng chứ, em cũng có quyền lợi như tất cả mọi người ở đây chứ, tại sao anh lại như vậy được? Ai biểu em lôi chồng em chơi, em mất quyền lợi là tại chồng được em đó. 8.500, có ai đưa con số cao hơn không? Em 9.000. 9.000 điểm là cao lắm đó. Nhưng nếu như cảm thấy hấp dẫn thì có thể đưa số điểm cao hơn vẫn được mà. Em cũng có thể đưa ra con số 9.900. Anh chỉ cho Dạ cao nhất là 9.000 thôi, anh không cho Đúng Dạ rồi. Cao hơn. Đúng rồi. Đó là công bằng. Dung, sao? Con số cuối cùng em có thể đưa ra là bao nhiêu? 9.001. Phương, em không được. Em bỏ cuộc. 9.001. Hứa Minh Đạt có chuyển nhượng hay không? Câu trả lời cuối cùng là không. Như vậy là anh Hứa Minh Đạt không nhường. Tại sao giao dịch lại không thành công? Tại sao? Tại vì vợ không cho. Đúng. Đừng có xác suất ở đây. Dạ. Ở đây không có xác suất gì hết trơn. Anh đề nghị từ đây đến cuối chương trình em không được quay qua áp lực Hứa Minh Đạt qua một lần nào nữa. Không có, em không có làm gì luôn. Mình bắt chước gọi mèo cứu nhanh. Anh cứu mèo méo 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 méo. Em là con mèo. Em là con mèo mà wow, cái nào có nấu rách mặt người ta. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ không thỏa thuận thành công thì thi đấu tay đôi trực tiếp. Mời em. Chiến binh số 1 Hiền Mai thuộc đội Trường Thế Vinh, và chiến binh số 2 Phạm Anh Duy thuộc đội Hứa Minh Đạt sẽ thi đấu trực tiếp với nhau. Ai bình chọn thấp hơn sẽ chia tay với chương trình. Người sở hữu giọng hát đó cũng mất luôn số điểm. Và bây giờ là điểm số khán giả bình chọn cho Phạm Anh Duy. Chúc mừng anh Hứa Minh Đạt nha. Chúc mừng em. Chúc mừng em. Và anh rất tiếc là phải chia tay cô gái xinh đẹp Hiền Mai ở đây rồi. Chúc em may mắn lần sau nha. Hy vọng là khán giả sẽ yêu thương em nhiều hơn. Cảm ơn bé rất là nhiều đã đến với chương trình. Và chúc mừng Hứa Minh Đạt và Phạm Anh Duy đã bước tiếp vào một vòng nữa. Và chúng ta sẽ gặp gỡ giọng ca bí ẩn số 3 sau vài phút giải lao.
giọng ca Bí Ẩn. Và bây giờ chúng tôi sẽ xem tài lệ của bạn ấy như thế nào. Xin mời. Giọng ca Bí Ẩn số 3 đó là Múa Em Đi Chùa Hương. Con bé sao mà hồi bao nãy người đàn ông hồi nãy em rớt ngay cái bàn anh gửi lại. Cái gì vậy? Thì rớt bé múa rớt anh lụm. Cô thấy không hề rớt mà người ta cố tình để lên cái bàn của chồng tôi. Đúng. Một cái người người ta phong độ đẹp trai như Trương Thế Vinh, con đó. Bé đi ngang hất mặt. Rồi tự nhiên ghé ngang cái bộ râu kia, để nhẹ cái khăn vàng xuống. Ủa ý đồ gì trong khi bà xã người ta ngồi kế bên? Đúng rồi. Hồi nãy cha kia ra tặng cái thang tàu ông là muốn chết rồi, giờ thêm bà này ra tặng cái khăn mùi xoa. Làm như là chương trình này cố tình mời hai vợ chồng tôi tới đây để phá cho banh hay sao? Dạ, không chừng cái khăn đó là kỷ vật hồi xưa hai đứa yêu nhau nữa đó. Cái khăn vàng đó là có ý nghĩa gì? Thì vừa lúc nãy mình thấy là hai vợ chồng anh là được tặng một viên than, sợ đen tay cho nên là mình tặng khăn để lau tay. Trời ơi, tinh tế tới mức độ mà biết là anh Đạt anh bị dơ tay nên em tặng khăn để anh lau tay. Em để ý nha, những cái món quà người ta tặng không có ý gì hết mà qua cái miệng anh Thành là gia đình tao mới tan nát. Ông mà vậy nè anh ơi, hồi nãy là những người đàn ông xuất hiện trên đây và múa, thì bây giờ thì Harry mời ba người phụ nữ ra đây múa nón lá thử được không ạ? Đúng, tôi cũng muốn coi vợ tôi múa ra sao. Bắt đầu music. dần tắt dần. Tôi thấy cái múa này nó giống như kiểu bưng gánh bán chè vậy. Chén năm ngàn, chén hai ngàn. Tôi thích. Đây là cái tôi múa, này múa quay thao là phải múa như vậy. Đây. Ơi, cái hồi nãy á, người ta múa là bán chè, còn tới khúc của anh là bán hết chè rồi đó. Đúng. Thì bây giờ Harry muốn hỏi ý kiến của người chơi, cảm xúc khi xem tài lệ của bạn số 3 như thế nào? Ai Phương? Em thấy bài này dễ thương lắm. Khi mà chị ấy nói chuyện á, giọng nghe rất là đẹp, cho nên chị này sẽ hát hay lắm. Đúng rồi. Lâm Vì Dạ nghĩ sao? Thực sự là cái bài hát này á, hình như là ai cũng biết thì phải. Và khi mà chị múa cái bài này, em cảm thấy được cái sự thướt tha, yểu điệu trong chị. Và em nghĩ chị sẽ là một ca sĩ hát với giọng nhạc nhẹ à, và cái giọng chị em nghĩ sẽ hát rất là hay. Anh Vinh ơi, anh có muốn chia sẻ cái gì không? Anh thấy làm như là càng ngày hát càng hay hay sao nha. Đúng rồi anh ạ. Không, anh nghĩ là lần này Phương nên lấy bạn này đi. Tại vì anh có cảm giác là hát hay đó. Rồi, thì Dung, khi mà chị bước ra thì hình ảnh một người phụ nữ rất là dịu dàng, nhẹ nhàng và múa một cái điệu múa rất là thấm nhuần tính dân tộc. Nhưng mà em lại có một cái cảm giác rằng chị là một người phụ nữ có một cái nội lực rất là mạnh và sẽ có một cái giọng ca phải nói là
thuộc dạng diva cơ. Cô bé này hay đó nha. Bây giờ nói cũng không làm gì được, con số mới là cụ thể. Trước khi đến với bạn số 2, tôi muốn hỏi là Hứa Minh Đạt, bạn có hoài nghi gì về khả năng của ca sĩ số 2 mà bạn đang lựa chọn hay không? Và theo tôi nghĩ thì 94 điểm chắc Hứa Minh Đạt không nhường cho ai đâu, đúng không? Đúng rồi. Cho tới hiện tại bây giờ vẫn thích anh Duy. Bạn vẫn thích anh Duy hơn đúng không? Vâng, như vậy chắc chắn là Hứa Minh Đạt sẽ không trao đổi nữa. Đúng rồi. Bây giờ đến giọng ca số 3, những người còn lại xin hãy đưa ra con số. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Là 4.000 điểm và Thùy Dung là 8.100 điểm và Ai Phương là 9.500 điểm. Nhưng anh Vinh tại sao lại đã đưa không điểm vậy? Tại vì là anh thấy hiện tại là số điểm của anh là còn có 7.000, thua mọi người đúng không? Mà bây giờ anh làm hết cỡ thì cũng thua, cho nên anh để mọi người cứ đấu với nhau, xong rồi tới vòng thứ tư mình mới bắt đầu mình tham gia. Ok anh. Như vậy là giọng ca bí ẩn số 3 sẽ thuộc về đội Ái Phương. Hãy xem 9.500 đội lại giọng hát như thế nào. Mời bạn trình diễn. Đẹp quá. Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông, tóc còn em nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân. Ta còn em một màu sắc thời gian, một chiều phai tóc em bay chợt nhòa chợt hiền. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, chẳng nhớ nơi một con đường. Ta còn em hàng phố cũ giao phong, và từng mái ngói xu nghiêng nao nao kỷ niệm. Chiều Hồ Tây lao sao hoài con sáng, chưa thoáng em ơi Hà Nội phố. Ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng duy sao cơn mưa nhỏ, ai đó chờ anh tóc xòa. Hấp gì luôn hả? Vai mềm. Vừa rồi là phần trình diễn của ca sĩ Phương Anh. Xuất sắc. Quá xuất sắc. Còn nói gì nữa? Xin bình chọn.
Mở cái mặt nạ ra thì chúng ta thấy là nếu như ai đó đã từng theo dõi những cái câu chuyện âm nhạc của chị Phương Anh thì đã nhận ra ngay đây là ca sĩ Phương Anh. Có một cái bài hit mà ngày xưa mà Trấn Thành rất là thích là Và tôi mơ đã ta đã trở nên xa xôi, nơi bây giờ tôi say trong tiếng gửi. Dạ vâng. Và ngày xưa Trấn Thành tôi đã rất là ấn tượng với chị khi mà chị trình diễn trên sân khấu Máu Lửa này. Và cái điều đặc biệt nhất á, là quý vị thấy cái chất giọng không lẫn vào đâu được. Quảng thì rất là rộng mà hát những nốt trầm, nó thấp, đẹp thiệt là đẹp và dày, nông nàn và đầy nội lực. Có vẻ như là 9.500 điểm này hoàn toàn xứng đáng với ông Ái Phương. Em nghĩ sao về giọng hát vừa rồi? Em cảm thấy là rất là xứng đáng luôn. Và em thấy đã, giống như là thực ra thường mọi người nghe một cái bài hát á, khi ca sĩ lên càng cao mình càng thấy nổi da gà. Còn chị Phương Anh hát trầm cái cho em dựng hết, gọi là dựng tóc gáy luôn á. Tại vì bây giờ vẫn dựng tóc gáy luôn á. Hồi nãy lúc mà anh thấy là ví dụ như là ai đó chờ ai tóc xòa thì anh tưởng là vai mềm. Đúng rồi, em cũng tưởng vậy. Vai mềm rồi đẩy xuống, trời ơi mà nó rờn. Tôi rất là thích cách xử lý này. Chị có thể chia sẻ một tí với khán giả về những hoạt động gần đây của chị mà chị? Đầu tiên cho phép Phương Anh xin được gửi tới toàn thể quý vị khán giả xin chào những vị khách mời, xin chào Trấn Thành và Harry Won. Phương Anh cũng rất là vui khi mà nhận lời tham gia cái game show này. Thực ra thì Phương Anh lấy chồng làm dâu trong thành phố Hồ Chí Minh 10 năm rồi, nhưng 2 năm trở lại đây thì Phương Anh mới chính thức chuyển hẳn vào trong này sinh sống. Mà chị thấy là trong này chị đã quen dần với lối sống trong này chưa? Vì Phương Anh đã làm dâu trong này 10 năm, quen với nếp sống của ông xã cũng như gia đình nhà chồng rồi, cho nên là cũng rất là dễ thích nghi. Và vừa rồi lâu lâu nghe lại một bài về Hà Nội, nghe nó đã gì đâu á. Không biết những người còn lại nghĩ thế nào. Xin phép cho em nói cái cảm nhận của em. Thì ở cái đoạn mà chị lên cao hay là gì đó thì em thấy nó hơi căng. Nhưng mà tới cái đoạn đúng, mọi người đều cảm thấy là khi mà chị xuống một cái thì là bắt đầu bị đứng hình, bị kiểu ghê vậy. Mà em là em đoán chị sẽ xuống cái nốt thấp đó. Tại vì cái giọng chị á, em thấy nó còn dư. Thì vì em là giọng nam trầm và em nghe em wow đã quá, và nói giờ nói còn dựng da gà. Sorry chị. Bản thân em lại là một người không rành về nhạc, nhưng mà với tư cách là một người khán giả khi mà nghe chị hát thì em không biết nữa, em lúc nào tự nhiên trên mặt mình cũng nở một nụ cười, cảm thấy rất là ấm. Và thật sự thì em cũng rất là yêu quý Hà Nội, và khi mà nghe chị hát như vậy thì em cũng đang đắm mình trong cái không gian mà chị vẽ ra qua cái lời hát của mình. Tôi cũng không nghĩ là tôi gặp chị Phương Anh trong một cái chương trình như thế này. Tại vì chị Phương Anh thường là chỉ tham gia những chương trình mà về nhạc thính phòng nè, hay là những cái chương trình âm nhạc hàng lâm một tí, chứ không nghĩ là chị đến đây một cái game show ngày hôm nay như thế này. Thì thật sự là tụi em phải cảm ơn chị rất nhiều luôn là chị đã đồng ý tham gia với chương trình. Lâu lâu khán giả được lắng nghe là một bài hát mà nó đã. Vâng. Anh Thành ơi, sao vậy? Bây giờ em thấy rất là căng cho căng. Ai đó nãy giờ anh không dám hỏi Đạt sao. Đạt phải không? Thấy ta hát cũng hơi mệt mệt. Thấy vẫn ổn. Duy à, em khỏe không Duy? Tại vì bất cứ một cái lúc nào đó Đạt thấy không an toàn với giọng ca của thí sinh của mình, Đạt đều có thể chuyển nhượng cho bất cứ ai nếu họ đưa ra con số hợp lý. Bây giờ Đạt vẫn còn cơ hội. Sật thử là... Sật thử luôn. Bây giờ qua tới sật thử luôn nè. Rối quá, rối, Đạt rối. Thật là lúc nãy là lên trả cái khăn cho chị Phương Anh, là thấy khi tiếp xúc gần chị là chị thoát ra một cái gì đó nó thần khí. Nó hơi là diva đúng không? Dạ. Cái điệu múa của chị, em biết chị là có một chất giọng đó là tuyệt vời. Nãy em xúi vợ em mà vợ em không chịu. Nên bây giờ cảm thấy là hoang mang, đang lo cho anh Duy quá. Lo nhưng mà thật ra em hãy yên tâm đi. Anh không có chuyện nhượng em đâu, em vẫn bên anh. Bởi vì em là con người trẻ, cần phải có động lực, phải có người bên cạnh để mà ủng hộ tinh thần em, không sao. Có gì hai anh em mình thua thôi chứ gì đâu, đúng không nào? Như vậy Đạt vẫn giữ anh Duy. Dạ. Vừa rồi chúng ta cũng đã nghe chị Phương Anh trình diễn. Có ai đó cảm thấy thích và
muốn chị ấy về với đồ của mình, hãy thương lượng với Ái Phương. 7.000 ok. Anh ơi, em thấy cái này sai rồi. Ái Phương đã đưa ra số điểm là 9.500 điểm. Thì ai có thể đưa cái số điểm mà ngon lành? Em nghĩ là coi như là giao dịch này là thất bại rồi. Anh không có cửa, anh Vinh ơi. Cầm 7.500 lấy cái tư cách gì đứng núp sau lưng cái gì ta gà. Anh hiểu không? Tao đi không thì mình năn nỉ biết đâu được. Anh năn nỉ đi anh. Tao thử coi. Em. Trời em. Anh nợ em thêm 3.000 nữa. Nợ em 3.000 nữa. Đó nghe nè Vinh, phải chi Vinh là producer âm nhạc, phải chi nhà Vinh có phòng thu. Đúng rồi. Hay phải chi Vinh là nhạc sĩ viết tặng tan bài. Cô mã không? Thôi bây giờ hãy nghe trả lời của Ái Phương nào. Sao bé? Dạ anh Vinh ơi. Ơi. Anh nghĩ sao vậy? Trời ơi, nó chửi. Kiểu coi thường á anh. Trời ơi. Đâu có được anh. Được không? Được. Ở đây á, có một mình Lâm Vĩ Dạ với bé Thùy Dung là còn đủ tư cách nói chuyện với Ái Phương thôi. Dạ đúng. Em thấy sao? Em vẫn hy vọng những cái điều bất ngờ nó nằm ở phía sau nữa anh. Ok. Bản thân em thì rất thích giọng ca của chị và em cũng tin rằng chị Ái Phương sẽ làm mọi cách để giữ lại. Đúng, thì anh nghĩ rằng là 9.500 nó quá cao để quá có thể rồi. Thế làm bất cứ một cái giao dịch gì. Đúng rồi. Vâng, như vậy chị Phương Anh vẫn thuộc về Ái Phương. Và bây giờ họ phải thi đấu trực tiếp. Xin mời chị Phương Anh và xin mời anh Duy. Hai ca sĩ đều đến từ Hà Nội. Hôm nay họ vô tình gặp nhau trong vòng thi đấu này. Hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau. Và liệu chị Phương Anh có vượt qua con số này hay không? Và khán giả bình chọn cho chị Phương Anh số điểm là 5. Rất là có cá tính nha. Dạ thanh mà rất là cao. Mà dạ luôn. Thanh rất cao. Feel rất chuẩn luôn. Mà quan trọng nữa là cái mặt có duyên luôn nha. Sáng bừng luôn. Chất giọng không lẫn vào đâu được. Quảng thì rất là rộng mà hát những nó trầm nó thấp. Đẹp thiệt là đẹp và dày. Nông nàn và đầy nội lực. Chị Phương Anh. Nhưng bên cạnh đó anh cũng thật sự là khen ngợi em. Tại vì 94 điểm cũng chưa phải ai có cơ hội để mà đến được với nó đâu. Nên cũng chúc cho anh Duy sẽ được khán giả yêu mến em nhiều hơn. Và em thành công hơn nữa trên con đường sắp tới. Tại vì em còn rất trẻ và con đường còn rất là dài. Cảm ơn em đã đến với chương trình nhé. Một lần nữa chúc mừng chị Phương Anh và Ái Phương. Trước khi đến với giọng ca cuối cùng, chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong giây lát. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình giọng ca bí ẩn. Bây giờ, xin mời tài lẻ của giọng ca bí ẩn. Cuối cùng. À! Bao điều được nói gửi vào mây và gió tâm tư được phơi bày gạt bỏ đi hết buồn phiền hiện thực và ta cứ trôi cùng thời gian âm thanh hòa lẫn với từng giai điệu bên tai quên thôi những lời than đôi khi không chạm những gì chưa thấy cũng chỉ nghe cứ thế bước tiếp đường dài phía trước phiền lo ta không cần nghĩ thêm cùng nhau mình đi về nơi thật xa là nơi tất cả mọi muôn màu hòa lại vào nhau trong âm nhạc này nơi cảm xúc thật tự trào dẫu thấy những ý thơ nơi phương trời xa xôi hiện thực những giấc mơ xa vời liệu em có đến
quá. Muốn ăn mấy búa hả? Muốn ăn mấy búa? Anh em kiếm cơm. Cảm giác như 21 có công thần chú hoa. Kiếm cơm mà anh, kiếm cơm mà anh là thành hết giận rồi. Cơm có gì hả? Nguyên một khu vực bán cơm bên kia chưa đủ hả? Thì kiếm cơm có gì? Ở đâu ra vậy hả? Ở đâu ra làm rối phiền đường vậy hả? Hả? Nhảy nhót cái gì rồi để ta la làng sùm vậy hả? Lớn rồi, già rồi, mấy đứa em nhỏ con gái người ta chưa có bồ ta la được. Già rồi, đầu sắp bạc rồi. Cái tâm hồn của em có 18 tuổi à. Tâm hồn của em có 18 tuổi à. Và ăn mấy búa cho 18 tuổi hả? Chồng ơi, cái bụng của chồng nó đã bự rồi mà còn dính đồ ăn tùm lum ta la. U cha, trời ơi tôi nhục quá. Trong khi đó bên kia u cha muốn kiếm cái bụng cũng không có nữa. Còn niềm tin nào để sống trên trái đất này nữa hả? Thôi anh vô đi, đừng có nói người ta như vậy. Bạn nói cho cẩn thận, búa vẫn còn trên tay đó nghe. Vâng, đây là một nhóm và thật sự rất là xoay ca, nhảy rất là đẹp. Bây giờ xin mời người chơi đặt câu hỏi. Em là em không cần đặt câu hỏi nữa chị ạ. Câu hỏi duy nhất của em là các anh có muốn về đội của em không? Wow, em mới một câu đó mà cô cậu này nên vậy nè. Tại vì á, thật ra thì em nghĩ rằng ở đây thì em trẻ nhất, em trẻ nhất. Em cái con nào có vui. Tụi em làm anh nhớ là cái thời lúc mà anh bằng tuổi tụi em, anh cũng là trong boy band cũng 4 người. Mà anh là người nhảy máu nhất nhóm em B5. Hồi xưa anh Khánh Phương là nhóm trưởng. Nhờ giật quá đó em, bây giờ bị thoái quá cuộc sống rồi. Tôi để dành 7 ngày để tôi chơi gián cuối. Mà cái bà kia bà nói rồi cái đợt xong anh cất luôn. Bây giờ anh có thể dùng 7 ngàn mà anh ra anh nhảy chơi chung với các bạn á, mà các bạn chịu về với anh mới hay. Rồi chơi. Sự lựa chọn giữa luôn. Đúng rồi. Giữa luôn. Spotlight luôn. Yeah. Wow, em lên chơi thì anh sẽ đứng giữa. Chưa chết. Hey, 2, 3. Go. Anh có thấy cái thái độ của họ không có hợp tác cho lắm. Các em thấy sao? Cho anh vô nhóm được không? Ok. Thấy không? Thôi ok. Thì nói thảo mai vậy chứ chả lẽ mình nói là không vô. Anh Vinh ơi, vậy chỗ Vinh ơi. Hiểu lý do anh sao bỏ hát qua làm diễn viên rồi ha. Có anh Đạt ở đây nha. Thì đó. Thật ra tội nghiệp bạn tôi nó nhảy cũng được. Không, thật sự là nhảy cũng được. Chỉ có cái là không đẹp lắm thôi. Trời, với cái tuổi của anh mà nhảy vậy là nhảy quá ok rồi. Đừng nhắc về cái tuổi nữa, người ta lớn người ta thích, đúng không? Vâng. Em cũng không trẻ lắm đâu. Thưa quý vị, nói nhiều mệt. Tại sao mình không đường đường chính chính, mình bước ra sàn đấu nói chuyện nhau. Các bạn cảm thấy yêu mến những chàng trai xương sườn này như thế nào thì hãy điền vào con số. Xin mời. Đưa 3.000 điểm. Anh Trần Thế Vinh là đưa 7.000 điểm. Và hai cô gái Lâm Vĩ Dạ và Thùy Dung đã đưa 9.900 điểm.
Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thuyết phục. Tụi em được quyền chọn về với một trong những nghệ sĩ nào mà tụi em yêu thích. Tụi em có thể thích con số, và tụi em cũng có thể thích cái người nghệ sĩ đó. Mình nhận ít tiền lại, nhưng ít ra mình thương họ, mình về với họ. Bắt đầu từ Trương Thế Vinh. À, nãy anh ra anh nhảy tụi em thì là anh rất muốn nếu có một cái dịp được hát chung với tụi em một bài. Thật sự là như vậy. Không, rất hy vọng là tụi em sẽ có một cái dịp. Nhìn tụi em rất là đều với nhau. Cái nhóm của anh cũng, ngày xưa cũng cao, cũng đều, cũng ốm như tụi em vậy. Ông vô là hết đều đó. À, nói đi, cứ nói, cứ nói. Tôi không có đòi làm cái nhụy đâu, bạn hiểu không? Tôi chỉ cần làm cái cành cây thôi để nâng cái bông hoa bốn cánh này lên thôi. Đó là cái những gì mà anh thật sự anh muốn giải về với anh. 7.000 là của tụi em. Nhiều quá, nhiều quá. Trời ơi, người ta cái bên cái sạp hộp sò người ta không nói. Ông bán hộp gà mà không nói chuyện hú hồn. Chắc là anh nhìn không rõ đó, anh thấy rõ chưa? Các em nghe anh nói nè, anh còn đúng 7.000. Anh móc hết bây giờ cho dây anh dây luôn. Em có 500, anh dây 500. Anh chơi với em mấy người này, người nào cũng dành 100 để lát đi về. Đó, anh không cần, anh đi bộ về luôn. Không phải dành 100 để mua nước mời mấy em uống. Wow. Anh ơi, thật ra là hồi nãy anh chưa tính đúng không? Tại vì nếu anh có dây em 500 thì anh vẫn thua hai cái cô kia. Tấm chân tình thôi em, hiểu không? Bây giờ làm bây giờ nè, sạp hộp gà đã thất bại. Thì ghê không? Chị xin cúi đầu chờ ân huệ, tụi em rộng lòng chọn chị dùm nha. Người ta là cây bóp đó hả? Người ta trời lại vậy. Chị thì kêu cúi luôn rồi hả? Chỉ vậy thôi đó tụi em. Chị có bao nhiêu chị chơi hết bấy nhiêu. Chừa đúng 100.000 không mua sữa cho con mà mua nước mời tụi em uống. Em mà về bên đây là anh Đạt muốn em chết. Không, không hề đâu. Ok. Chồng chị thích con trai lắm, càng đông càng vui. Đẻ hai đứa con trai rồi đó tụi em. Về sáu đứa nó vui lắm em. Chị bài trò cho chơi. Sáu đứa chơi môn gì vậy? Dạ sáu đứa nữa với lại Đạt là bảy chú lùn với Bạch Tiết. Thông minh, thấy không? Duyên dáng hợp lý. Tụi mình sẽ là một gia đình hạnh phúc. Dạ, mời vua cha. Đây, sạp hột điều. Em yên tâm đi. Sạp hột điều này với lại cái sạp hột sòn là chung một nhà. Nếu gì hai bên chuyển khoản cho nhau được. Có chuyện hãy quay gì về vậy đây. Có 3.000 một đồ chuyển khoản. Tư cách còn có đi nói chuyện nữa mà chuyển khoản. Rồi, ủng hộ tinh thần thôi. Dạ ơi, cố lên. Vậy đi. Vậy đi. Vậy không được. Hột gà nó phát biểu, hột sòn, hột điều luôn giờ. Mời em, hột é. Cứ mỗi lần nói chuyện là em cứ phải đứng lên để thể hiện cái sự... Em qua đây luôn đi, em qua đây nói chân thành luôn. Nếu mà chân thành là quốc 10.000 rồi. Trời ơi, hơi rõ rồi. Mỹ nhân kế rồi. Đẹp đội hình. Đẹp quá. Và đây là kết quả của chương trình ngày hôm nay. Nhỏ thông minh. Khi mà thấy được số điểm của chị Phương Anh thì em mới nghĩ là rất là khó có cơ hội để mà có thể có một cái giọng ca nào có thể đánh bại được cái số điểm thôi nói là kỷ lục của chương trình. Nhưng mà vì theo em được biết thì ở đây là số lượng nữ đông hơn số lượng nam. Đúng. Mà bản thân em cũng là nữ nên em biết tâm lý lắm. Nãy giờ nghe kêu hơi to, gào hơi dữ dội nên em tin rằng với một cái hình ảnh rất đẹp như vậy và hồi nãy là em có nhìn rất là kỹ những vũ đạo cũng như là cái cách mà mọi người phối hợp với nhau thì cái phần hình ảnh chắc chắn là đã là được điểm 10 rồi. Còn hy vọng rằng với cái sự kết hợp của các bạn và âm nhạc nữa thì em tin chắc rằng điều gì cũng có thể xảy ra. Cảm ơn bé. Bé nó phân tích là đúng rồi đó. Nó nhìn là nó hiểu hết vấn đề xảy đúng ra. Đúng rồi. Về trước đi bé, về trước xíu trước đi. Về đi em. Xong rồi, hết giờ rồi. Hết rồi, giờ rồi em. Mấy đứa nhỏ đó hội ý nữa. 10 giây hội ý. Bắt đầu. Các em mà về hai cô này là vừa mang tiếng nha. Mà vừa mang tiếng ham tiền nữa nha. Về anh là nó rất là... Về đi anh. Về với chị nuôi. Hết giờ. Xin mời. Mời em, nhỏ cao nhất. Về với anh.
về với chị nuôi cơm. Cho anh biết suy nghĩ của tụi em về từng người và sau đó tụi em hãy đưa ra quyết định cuối cùng là em chọn về với ai. Cho em thay nhóm xin phép cảm ơn tất cả các anh chị đã dành tình cảm cho tụi em rất là nhiều. Cảm ơn các bạn khán giả. Cảm ơn anh chị ạ. Sau khi nghe những lời thuyết phục của anh chị thì em cảm ơn và... Về anh Trương Thế Vinh thì cảm ơn anh đã ra đây nhảy với tụi em. Em nói về anh trước là anh biết anh out rồi đó. Đừng buồn anh cái ơi. Cái dòng mà anh lỗi này cảm ơn đầu tiên đó. Thì cảm ơn anh. Hay vậy đó. Và ở gia đình của chị Lâm Vĩ Dạ thì... Nói xong nữa điểm dạ. Tụi em cũng muốn về nhà của anh chị chơi thử những cái trò chơi mà chị Dạ muốn cho tụi em chơi. Nhưng mà tụi em quyết định là chọn Thùy Dung ạ. Nhỏ gái đẹp có quyền, cũng đúng. Như lời em phán đoán. Đúng. Ra giữa đúng em. Xin mời. Cứ ra là đi không có vững. Bởi vậy, như mà... em nó đã nói, đây, lời sấm truyền đã thành sự thật. Đây là kết quả của chương trình. Và chúc mừng cho Thùy Dung đã sở hữu được giọng ca bí ẩn số 4. Hãy xem 4 chàng trai này trình diễn như thế nào. Là nhóm không khí hả? Đây không khí nè. Đây là không khí của em. Thích liền hả? À, đi e. Thưa quý vị, dù gì đi nữa, đi e đã hát thì chúng ta phải đến đi en thôi. Mời bình chọn. Nhóm Đì E. Anh có biết tại sao lại cái tên là như vậy không? Sao vậy cưng? Em biết. Sao em biết? Anh Thành. Dạ. Anh không có không khí có sống được không? Không có không khí không sống được. Bởi vậy em không có Đì E em không sống được. Anh biết là em không có Đì em không sống được. Nhưng khi em ăn một búa em sẽ tỉnh lại. Em hiểu không? À, bà không có đề e thì tôi cho bà xuống đề en luôn là bà kết thúc ở đây nghe. Cái tuổi thì bằng gì tụi nó mà cứ trà trộn với đội hình người ta. Ủa các bạn nghĩ mình bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. À,
Bây giờ chú muốn ăn mấy búa? Từ đây về sau đến cuối đời phải kêu là dì riêng nghe chưa? Phân biệt rõ ràng giai cấp. Nói giỡn thôi. Các bạn nhỏ rất trẻ trung, dễ thương. Hãy cho khán giả hiểu hơn về mình đi nào. Lời đầu tiên thì em xin chào tất cả các anh chị khách mời. Anh Harry. Anh Harry. Anh Harry. Anh Harry. Anh Harry luôn. Chị Cấp Thầm. Em chào dì Ri. Đó. Đúng. Và anh Thành. Tụi em là DE. Em là Luan, là trưởng nhóm ạ. Em là AD, là rapper, là anh cả của nhóm DE. Rất vui gặp mọi người. AD hả? Dạ vâng. Xin chào tất cả mọi người. Mình là K. Mình là vocal của nhóm ạ. Số 4. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Thịnh và nickname của mình ở trong nhóm là T. Chỉ một chữ T thôi. T. Dạ. T. Bốn đứa đều đẹp trai nghe chưa? Đó, hợp lý ha. Thưa quý vị, đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Ca sĩ Phương Anh sẽ đấu với DE. Mời chị. Xin mời hai người chơi sở hữu hai giọng ca hãy bước ra gần với lại ca sĩ của mình. Thưa quý vị, bạn Ái Phương đang sở hữu giọng ca của chị Phương Anh với điểm số là 9.500 điểm. Riêng về cô Thùy Dung, cô đã cược đến 9.900 điểm. Nếu nhóm DE thắng sẽ nhận được 9.900.000 đồng. Ca sĩ Phương Anh đã nhận được 97 phiếu bầu từ khán giả. Và liệu dòng nhạc trẻ của DE có được khán giả bình chọn nhiều hơn 97 phiếu hay không? Kết quả DE của DE là 95 điểm. Wow. Lần đầu tiên một nhóm nhạc trẻ như vậy mà nhận được số điểm cao như vậy đến từ chương trình. 95 điểm. Chúc mừng DE. Nhưng người chiến thắng thuộc về ca sĩ Phương Anh với 97 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ còn 500.000 của Ái Phương. Chúng ta sẽ đến với phần bốc thăm may mắn để xem Ái Phương sẽ nhận được số tiền cuối cùng là bao nhiêu nha. Nếu như Ái Phương chọn nút an toàn thì những số điểm còn lại, tức là 500 điểm, có thể nhân 1 hoặc 2, 3, 4, 5 gì đó. Nếu như là nút màu vàng chọn mạo hiểm thì bạn có thể nhân 0 hoặc 10. Bạn muốn chọn nút nào? Em muốn chọn nút màu xanh ạ. Dạ, nút an toàn. Trời ơi. Xin mời. Trong điểm sẽ nhân với số nào đây? 4. Chúc mừng Ái Phương, bạn nhận được số tiền lớn khủng khiếp. 2 triệu. Được đó, được rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là cuối cùng kết thúc chương trình, chúng ta cũng đã tìm ra được ca sĩ chiến thắng, đó là ca sĩ Phương Anh. Tôi xin được cảm ơn Trương Thế Vinh, vợ chồng Lâm Vĩ Dạ và Hứa Minh Đạt cũng như là Á Hậu Thùy Dung đã đến đây tham gia cùng với chương trình. Và chúng ta sẽ được gặp lại nhau vào chương trình tuần sau. Chương trình do Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 20:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trong làng điện ảnh và một búp bông dạng thọ trong làng điện ảnh. Bây giờ cái người già như vậy ai lấy? Hai đứa ngồi xuống mỗi chân ngồi xuống đi coi chơi lộn kìa. Kiếm cơm đi, chuyên nghiệp chút đi. Mời các bạn. Rồi đó, rồi. Xong rồi, xong rồi.